Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc xe mới mới để chơi nha. Mình sẽ tìm một bộ xe đồ chơi nào đó mới mới để chơi các bạn nha. Nhiều xe quá, nhiều xe đẹp quá các bạn ạ. Wow, nhiều xe xịn và mới chưa này. Ui, các bạn ơi, mình phát hiện ra một bộ xe đồ chơi mới này. Hai con mèo lái xe luôn. Có cả xe lửa này, xe tăng luôn. Wow, có cả máy bay luôn. Có cả thuyền luôn này. Đó, đây là thuyền này các bạn ơi. Ui, đây có bộ đồ chơi. Ui, đây là máy cày ruộng này các bạn ơi. Đây là máy cày ruộng nha. Rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đây là bộ đồ chơi có rất là nhiều xe công trình rất là đẹp này. Xe bồn trộn bê tông và xe tải luôn. Xe cần cẩu này, xe bồn này. Đó, bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp đấy các bạn ạ. Đây là bộ đồ chơi có cả mặt nạ của siêu nhân luôn. Có cả súng bắn ra ô tô này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa? Có cả súng bắn ra ô tô nhá. Rất là mới và đẹp này các bạn ơi. Wow, ô tô của đội trưởng Mỹ đấy. Rất là đẹp luôn. Bạn ơi, ở bên này còn bộ đồ chơi có cả ô tô của siêu nhân này các bạn ơi. Hay chưa? Wow. Ở bên này có bộ đồ chơi có 5 chiếc xe này rất là đẹp này. Có hai chiếc xe cứu hỏa này, có xe tải ben chở cát này, có những chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp các bạn ạ. Đó, bộ đồ chơi có 5 chiếc xe luôn. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm. Wow. Các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra một bộ đồ chơi xe cứu hỏa rất là đẹp này. Nó có mũ này, có cả bình chữa cháy luôn này. Đó, có cả xe bồn này, có cả xe cứu hỏa thang này các bạn ơi. Ôi, đây có cả bộ đồ chơi xe cứu hỏa, có cả xe máy này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Wow, có 4 chiếc xe rất là mới và xịn này các bạn ơi. Đó, ở bên này có bộ đồ chơi. Ui, có 2, 4, 1 chiếc xe ô tô, 2 chiếc xe ô tô, 3 chiếc xe ô tô, 4 chiếc xe, 5 chiếc xe ô tô, đẹp quá các bạn ạ. Có cả siêu nhân này. Wow, có cả cái khiêng kìa các bạn ơi. Xịn sò quá, mình rất là thích bộ đồ chơi này luôn đấy. Wow, đây có bộ đồ chơi có hai con ruby này các bạn ơi, hai con ruby luôn nha. Có cả xe quả chuối kìa các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi ruby ấy, các bạn ạ, rất là đẹp và mới luôn đấy các bạn ơi. Wow, đây có bộ đồ chơi siêu nhân này các bạn ơi, siêu nhân biến hình đấy các bạn ạ. Wow, biến hình thành ô tô kìa. Đó, bộ đồ chơi này ngầu quá các bạn ạ, rất là xịn sò và đẹp luôn, mình rất là thích luôn đấy. Ôi, đẹp chưa, xịn sò chưa này. Đó, các bạn thấy bộ đồ chơi này có đẹp không? Wow, đây là bộ đồ chơi có cả mặt nạ này, mặt nạ của siêu nhân nhện này các bạn ơi. Đó, hay chưa, có cả siêu nhân nhện luôn, có cả cái khiêng kìa các bạn ơi. Wow, đây là bộ đồ chơi có, ui, có 8 chiếc xe, có cả máy bay trực thăng kìa các bạn ơi, có cả xe xe lửa luôn nhá, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn ạ. Đó, có cả xe tải này. Wow, ở bên này có bộ đồ chơi xe cứu hỏa, có cả xe dọn rác kìa các bạn ơi. Ui, đây là xe cứu hỏa lâm này các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa, có xe dọn rác luôn này các bạn ơi. Wow, có xe bồn luôn này, có xe cứu hỏa thang này. Ôi, cùng mình đi tìm tiếp. Ui, đây là bộ đồ chơi siêu nhân bình hình xe cần cẩu các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa này, xịn sò chưa. Wow, đây có bộ đồ chơi có rất là nhiều xe quân sự chở tên lửa này các bạn ơi. Xe quân sự chở tên lửa rất là đẹp luôn đấy. Đó, đây là xe quân sự chở tên lửa này các bạn ơi. Băng 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 băng. Wow, băng 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 băng. Ui, hay chưa này các bạn ơi. Đó, đây là bộ đồ chơi biệt đội bay siêu đẳng này các bạn ơi. Đó, đây là bộ chơi ô tô đua này các bạn ơi. Ô tô đua rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ cùng mình đi khám phá tiếp thôi nào. Ten ten ten. Wow, ở bên này có bộ đồ chơi này mới xịn sò này các bạn ơi. Có xe bồn này, có cả cần cẩu, có cả máy bay trực thăng luôn nhá. Wow, đẹp chưa này, có cả xe bíp luôn này các bạn ơi. Đó, ui, đây là bộ đồ chơi có 4 chiếc xe mới đẹp này các bạn ơi. Có cả xe bồn trộn bê tông này. Đó, xe cần cẩu này, xe cần cẩu xúc cát và xe tải luôn. Đây có bộ đồ chơi xe ruby này các bạn ơi. Có một con ruby và 4 chiếc xe công trình, có xe tải này, xe máy xúc cát này. Đó, xe cần cẩu móc và xe bồn luôn, xe bồn trộn bê tông này. Đó, đây có bộ đồ chơi này mới đẹp này. Có xe tải và xe, ôi, đây có bộ đồ chơi có 2 chiếc xe xúc nặt này các bạn ơi. Có máy xúc cát luôn nhá. Rồi, bây giờ cùng mình đi sang bên này tìm tiếp thôi. Wow, những con chó cứu hộ này các bạn ơi. Những con chó lái xe cứu hộ đẹp chưa này. Đó, xịn sò chưa các bạn ơi. Rồi, tiếp theo, đây là một bộ xe đồ chơi xe công trình này các bạn ơi. Có cả xe bồn trộn bê tông này. Đó, đây có bộ đồ chơi ô tô biến hình thành máy bay này các bạn ơi. Wow, đây là bộ chơi có 4 chiếc xe công trình vượt địa hình này các bạn ơi. Đó, xe 95 này. Đó, xe 95,
C51 và ui có bốn bộ này, có bốn chiếc xe rất là đẹp các bạn ạ, xe địa hình luôn. Wow các bạn ơi, bộ đồ chơi màu vàng này đẹp chưa này, có xe bồn này, xe bồn chở xăng dầu này, xe tải này, có máy xúc cát này. Wow bộ đồ chơi này có ba chiếc xe đẹp chưa này, đó xe tăng này các bạn ơi, xe tăng này, đó máy bay trực thăng này các bạn ơi, đó bộ đồ chơi này có ba chiếc xe rất là đẹp luôn nhá, máy bay trực thăng này rất là xịn, có Covid này, đó có những cái đồ món đồ chơi chúng ta rất là xịn sò đấy. Đó bên này còn wow, bên này có nhiều đồ chơi mới và đẹp chưa này các bạn ơi. Ui các bạn nhìn thấy cái bộ đồ chơi nào xịn xịn không? Ui đây là bộ đồ chơi khủng long tháo lắp này các bạn ơi, khủng long nha. Đây là bộ đồ chơi có bốn chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp này. Đây có bộ đồ chơi có bốn chiếc xe công trình khủng long này các bạn ơi. Đó bộ đồ chơi này có cả súng khủng long, quả trứng khủng long các bạn nha. Ui dồi, wow bộ đồ chơi xe công trình tháo lắp này các bạn ơi, có xe phá đá này, xe nu đường này, đó xe máy xúc cát này, xe xúc đặt này, đó bộ đồ chơi xịn quá. Đây là bộ đồ chơi xe bíp biến hình này các bạn ơi, đó xịn sò chưa. Bộ đồ chơi xe bíp biến hình cứu hộ đấy các bạn ạ, nó biến hình thành robot luôn. Ui bộ đồ chơi xe công trình của Robby này các bạn ơi, có xe cần cẩu luôn nha. Wow đây có cả xe bồn trộn bê tông này, đó xe bồn trộn bê tông nha. Wow xe cứu hộ thang này các bạn ơi, đẹp chưa này. Đó xe bíp, bộ đồ chơi xe bíp này các bạn ơi, đó xe bíp rất là đẹp luôn. Đó đây có bộ đồ chơi xe môi trường dọn rác này các bạn ơi, bộ đồ chơi xe môi trường dọn rác này rất là đẹp luôn. Ok hôm nay mình đã khám phá rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp rồi. Rồi hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nha, bye các bạn nha. Đây là một chiếc xe tải hai tầng nữa đang chở hai chiếc xe cảnh sát các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cảnh sát màu vàng Lamborghini đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe 9 chỗ ngồi nha. Đó. Wow. Tiếp theo giới thiệu các bạn một chiếc xe container này. Wow. Xe container này rất là đẹp các bạn ạ. Dun 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 chở xe cần cẩu móc rác các bạn nhá. Đây là xe cần cẩu móc rác kết hợp với cả chở rác luôn. Đó. Các bạn ơi còn rất là nhiều xe, đây là một chiếc xe container của Hoa Hướng Dương nha. Xe container của Ruby ấy các bạn ạ. Đang chở một chiếc xe xúc cát này. Đây là xe xúc nạp các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đó các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Rất là hay các bạn ạ. Đó chiếc xe này chạy tốc độ. Ui, ở trên này còn một chiếc xe container đang chở hai chiếc xe đồ chơi rất là đẹp các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cứu hộ này, và đây là một chiếc xe này là xe địa hình, xe này phục vụ cho nông nghiệp các bạn nhá. Đó chiếc xe này rất là đẹp luôn, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó ui, xoay tròn các bạn thấy chiếc xe này còn đẹp không? Đó rất là đẳng cấp luôn. Rồi bây giờ mình giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe container chở một chiếc xe máy xúc cát, đây là máy xúc cát của Ruby nhá. Đó tiếp theo là một chiếc xe container chở một chiếc xe lửa của nhà tàu hỏa đấy. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ, chiếc xe này đẩy tay nha, động cơ đẩy tay các bạn ạ. Ui nét gâu nào, chúng ta còn rất là nhiều xe để khám phá các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải hai tầng này. Đó xe tải hai tầng đang chở một chiếc xe phục vụ cho lông ghép nha, xe này là kéo nước tưới cây các bạn nhá. Đó xe này là kéo nước tưới cây đấy. Ui ở bên trong còn chở hai chiếc xe bíp cơ các bạn ơi, đó rất là đẹp luôn nhá, mình rất là thích luôn. Có hai bạn tài xế gần đang chào các bạn đấy, đó hay chưa. Đó bây giờ mình sẽ mở luôn chiếc xe này xem bên trong có xe gì nào. Wow một chiếc xe bíp màu vàng rất là đẹp các bạn ơi. Ui xe bíp đấy các bạn ạ, đây là một chiếc xe bíp win như thật luôn. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe bíp màu xanh này các bạn ơi, đây là một chiếc xe bíp màu xanh rất là đẹp. Ôi let's go nào, đây chúng ta có một chiếc tàu siêu tốc độ đỉnh cao các bạn ơi, đang chở một chiếc xe kéo nước tưới cây nhá. Đây là xe bồn chở xăng dầu các bạn nhá. Wow các bạn thấy hay chưa. Đây là một chiếc xe tải hai tầng chở bốn chiếc xe cảnh sát các bạn nhá, hai chiếc xe cứu thương đấy và hai chiếc xe cảnh sát ở bên trong đấy. Đây hai chiếc xe cảnh sát, ở trên là hai chiếc xe cứu thương, đây là một chiếc xe cứu thương các bạn nhá, xe cứu thương 911. Đó rất là đẹp luôn. Nó hay chưa các bạn ơi. Đó chiếc xe này rất là xịn xò luôn. Đó let's go nào, đấy chiếc xe này là chở xe kéo gỗ các bạn ạ. Đấy rồi bây giờ mình sẽ chơi mấy chiếc xe tải đang chở những chiếc xe đồ chơi nhá, xong rồi vào trong vườn tìm tiếp các bạn ơi. Ui đây là một chiếc xe tải đang chở hai chiếc xe đồ chơi rất là đẹp các bạn ạ. Đó
Đây là một chiếc xe cứu hỏa và đây là một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Xe tải này chở xe dọn rác này, đây là xe dọn rác này các bạn ơi, rất đẹp luôn. Đó, xe dọn rác, đây là xe chở bồn chở xăng dầu nhá. Đây là xe chở xăng dầu các bạn ạ. Đó, xe chở xăng dầu ấy rất đẹp. Đây là xe ô tô đội mũ mini này các bạn ơi. Xe ô tô đội mũ mini. Ơi, đây là xe tải ben chở cát này các bạn ơi. Đây là máy bay trực thăng này các bạn ơi. Wow, máy bay trực thăng, ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Máy bay trực thăng rất là đẹp luôn. Ok, wow, nun. Rồi tiếp theo đây là xe tải ben chở cát này các bạn ơi. Xe tải ben chở cát đấy. Ui, đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đó, đây là máy bay xe tải chở máy bay, xe tải quân sự chở máy bay trực thăng các bạn nhá. Đây là máy bay trực thăng. Và đây là xe này là xe tải này các bạn ơi, xe dọn rác. Đây là xe dọn rác khủng long ba sừng các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là xe tải chở xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Rồi xe container chở xe container 95 con ạ. Chở hai chiếc xe container luôn. Đó, xe container bự khổng lồ các bạn ạ. Đó, hay chưa các bạn ơi. Đó, xe container 95 này chở rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Chở một chiếc xe container nhỏ này, chở bốn chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ nhỏ này. Đây là xe tải này các bạn ơi, chở xe cứu hỏa này các bạn ạ. Đó, xe ô tô ngộ nghĩnh này. Đó, đẹp chưa. Ui, xe tải cảnh sát chở xe khủng long, xe tải cảnh sát này các bạn ơi, chở xe bồn khủng long này, xe bồn này. Đây là xe cảnh sát này. Đó, wow, một chiếc xe tải cảnh sát rất là đẹp màu vàng. Đây là xe chở xe lửa các bạn ạ, đây là xe lửa. Rồi đây là một chiếc xe tải này. Đó, chở ô tô mui trần các bạn ơi, chở cả xe bíp màu xanh nha, rất là đẹp các bạn ạ. Đó, xe ô tô này, xe tải này cũng rất là xịn sò luôn, đang chở ô tô, hai chiếc ô tô đồ chơi rất là đẹp các bạn ạ. Đây là một chiếc xe rất là đẹp, xe đội mũ này các bạn ơi, ngộ nghĩnh này. Rồi ok, đây là một chiếc xe container khổng lồ các bạn ạ, đang chở hai chiếc xe container luôn. Rồi xe container rồi các bạn ơi. Wow, xe container chở này. Đây là xe container F1. Đấy, đúng rồi, đây là xe container F1 các bạn nhá. Nó rất là đẹp luôn, bằng sắt đấy các bạn ạ. Đấy, ở trên này còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Xe container chở tàu siêu tốc độ nhá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe cứu hỏa này. Các bạn nghe động cơ mạnh mẽ chưa? Ui, chiếc xe cứu hỏa này rất là đẹp luôn. Xe cứu hỏa chữa cháy các bạn nhá. Đó, hay chưa các bạn ơi. Đó, tiếp theo chúng ta có xe gì đây? Đây là một chiếc xe tăng các bạn nhá, một chiếc xe tăng rất là đẹp luôn. Wow, nhiều xe lắm các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy xúc cát kết hợp với cả cái thùng nhá. Đây là xe mini màu tím này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Rồi, xe cần cẩu xúc cát này có cả xe biến hình này các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi, nhiều xe đẹp lắm. Đây là xe tăng này các bạn ơi. Xe tăng quân sự nhá. Xe tăng này rất là đẹp luôn, trang bị hai bên hai tên lửa. Wow, đẳng cấp chưa các bạn ơi. Rồi, let's go nào. Một chiếc ô tô mini rất là đẹp các bạn ạ. Ôi, bây giờ mình sẽ chút chiếc xe này xuống nhá. Nào, đây là xe tải khổng lồ đấy các bạn ạ. Wow. Nào, tiếp theo chút xe này lên nào. Wow. Rồi đi vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi mới thôi. Net go nào các bạn ơi. Đó. Ui, các bạn thấy không? Một bộ xe đồ chơi công trình của Robi có cả xe bồn trộn bê tông này, xe tải ben chở cát này, ui, xe cần cẩu xúc cát này. Và xe cần cẩu móc này. Đó, đẹp chưa? Đây là bộ đồ chơi có 8 chiếc xe công trình này các bạn ơi. À, có 8 chiếc xe đồ chơi đây, có cả xe tải này các bạn ơi. Có cả xe ô tô, có cả xe nữa, có cả ô tô cảnh sát, có cả máy bay trực thăng luôn. Ở bên này có rất là nhiều bộ đồ chơi đẹp này các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến thành xe cần cẩu cầm cây súng kìa các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi có ô tô của siêu nhân này các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi xe môi trường. Bộ đồ chơi này rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Đó, có cả xe bồn chở nước tưới cây này các bạn ơi. Ui, đây là bộ đồ chơi xe bíp biến hình thành robot các bạn ạ. Bộ đồ chơi này quá là đẹp. Ui, đây là bộ đồ chơi có mặt lạ, có cả cái khiêng kìa các bạn ơi. Ui, đây là bộ đồ chơi xe dọn rác này, xe môi trường dọn rác, cả xe cần cẩu móc rác và có cả máy bay nha. Đây là bộ đồ chơi có 9 chiếc xe công trình, có 2 chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Đây là xe bồn trộn bê tông, xe cần cẩu móc này, xe tải ben chở cát này, xe bồn trộn bê tông này. Ui, xe tải ben này. Đó, máy xúc cát này. Đó, xe cần cẩu móc và xe xúc đặt này các bạn ơi. Ui, bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp luôn các bạn ạ. Rất là xịn sò. Nét không đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Ten 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 ten. Ui, ở bên này có ba bộ đồ chơi mới rất là đẹp. Đây là bộ đồ chơi xe khủng long tháo lắp các bạn ạ. Có cả xe lưng, có cả xe cày ruộng luôn. Đó. Các bạn thấy bộ đồ chơi này, đây là xe lưng hàng đầu khủng long các bạn nhá. Xe lưng hàng đầu khủng long của chú. Rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Tiếp theo là bộ đồ chơi xe công trình này, có cả xe xúc lật này, có cả xe phá đá đấy. Đây là xe xúc lật này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe xúc lật rất đẹp luôn.
rất là xịn xo luôn. Đây là xe phá đá các bạn nhá, một chiếc xe phá đá này. Đúng rồi, đây là xe phá đá rất là đẹp đấy các bạn ạ. Rất là xịn xo luôn. Đây là xe lưu đường này các bạn ơi. Một chiếc xe lưu đường rất là đẹp các bạn ạ, mình rất là thích luôn. Tiếp theo là xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu xúc cát nha. Đó, hay chưa? Và đây là bộ đồ chơi xe khủng long, à khủng long tháo lắp này các bạn ơi, một con khủng long này, quả trứng khủng long này và một khẩu súng khủng long luôn. Ui, khủng long ba sừng này. Đó, tiếp theo là bộ đồ chơi có 4 con khủng long tháo lắp này các bạn ơi. Có cả khủng long ba sừng và khủng long bạo chúa đấy các bạn ạ. Đó, có cả khủng long tê giác kìa các bạn ơi. Đó, đẹp chưa? Bộ đồ chơi rất là mới. Tôi đi tìm tiếp thôi các bạn ơi, cùng mình tiếp. Ui, ở bên này có nhiều bộ đồ chơi mới đẹp quá các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ cùng mình khám phá thôi nào. Let's go. Đây, nhiều quá các bạn ơi. Đây có bộ đồ chơi có xe tải ben chở cát và xe cứu hỏa nha các bạn nhá. Xe tải ben chở cát này, xe cứu hỏa 119 các bạn ạ, hai chiếc xe cứu hỏa luôn. Đó, xe cứu hỏa lâng, xe cứu hỏa thang. Ui, đây là bộ đồ chơi có 4 chiếc xe đua 19 đẳng cấp và xịn sò này các bạn ơi. Đó, đây có bộ đồ chơi có 5 chiếc xe này, màu đỏ luôn, xe bồn này, xe cứu hỏa này, xe cứu hỏa lâng này. Đó, xe bồn. À, xe dọn rác nữa các bạn ạ. Đó. Đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành xe ô tô các bạn ạ. Ui, đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa có cả xe máy luôn. Đó, đây là bộ đồ chơi xe công trình các bạn ạ, có cả xe bồn kìa. Wow, đây là bộ đồ chơi có 4 chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp. Đó, đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa có cả mũ đội các bạn nhá, có cả bình chữa cháy luôn, có cả mặt nạ luôn. Đó, đây là bộ đồ chơi của những con chó cứu hộ các bạn ạ. Đó, đây là bộ đồ chơi có cả mặt nạ của người người sắt nhá, có cả xe ô tô luôn. Ok, đi tìm tiếp thôi. Ten ten ten. Wow, bên này còn nhiều bộ đồ chơi mới lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi khám phá những cái đồ chơi xịn hơn nhá. Let's go. Đây mình có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Đầu tiên giới thiệu các bạn những chiếc xe container và những chiếc xe máy xúc cát điều khiển từ xa nhá. Đây là xe máy xúc cát điều khiển. Vậy là mình có 3 chiếc xe máy xúc cát điều khiển đấy các bạn, 4 chiếc luôn. Đó, mình biểu diễn cho các bạn cùng xem nhá. Chiếc xe đầu tiên có đèn, chiếc xe đầu tiên có đèn nhấp nháy ở xích các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là xịn xo luôn đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Rồi, let's go nào, xe container chở 3 chiếc xe đầu kéo biến hình các bạn nhá. Win 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 bip 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 bip. Đó, hay chưa các bạn ơi? Đây mình giới thiệu các bạn nhá, để đây. Đó, chuẩn bị đồ cua. Đó, hay chưa các bạn ơi? Đây mình giới thiệu các bạn từng chiếc xe một nhá. Đầu tiên là xe cứu hỏa biến hình các bạn ơi. Sau đó đầu kéo container. Đó, đầu container nhá. Xe bồn trụ bê tông biến hình đấy, rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn xò, ba chiếc xe này rất là đẹp luôn. Các bạn ạ. Bip bip bip. Wow, nhiều xe đẹp lắm các bạn ơi. Ở bên này có 3 chiếc xe máy xúc này mình rất là thích luôn đấy. Đó, mình lại điều khiển lại cho các bạn cùng xem nhá. Đó, 3 chiếc xe máy xúc này mình thích nhất là chiếc xe đầu tiên có đèn nhấp nháy của các bạn ơi. Đó, chiếc xe này rất là xịn xò luôn. Đó. Xoay tròn cho các bạn cùng xem. Biểu diễn. Đó, rất là hay nhá. Biểu diễn cho các bạn cùng xem luôn. Đó, múc múc này, các bạn thấy hay không? Đó, chiếc xe đầu tiên là xe cần cẩu múc cát màu vàng có cái đèn, có cả đèn luôn, có cả cái gầu màu đen các bạn nhá. Đó, các bạn thấy hay không? Đó, mình đang biểu diễn xoay tròn cho các bạn cùng xem đấy. Đó, rất là hay luôn nhá. Đó, xịn xò chưa? Ui, chiếc xe màu vàng vẫn khỏe các bạn ạ. Đó, ui, hay quá các bạn ạ. Rồi, let's go nào. Đó, một chiếc xe máy xúc cát điều khiển rất là đẹp các bạn ơi. Đó, chiếc xe này thì rất là xịn xò luôn. À, tiếp theo hai chiếc xe máy xúc cát điều khiển này, quá nó đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, tiếp theo là 3 chiếc xe máy xúc cát điều khiển luôn, có đèn nhấp nháy rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ, rất là hay luôn. Đó, xịn xò chưa? Tiếp theo là xe cứu hỏa thang này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang đấy, có một bạn tài xế lái xe để đi chữa cháy luôn đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này có thể rút được cần và động cơ rất là mạnh luôn. Un. Rồi, tiếp theo chúng ta có xe gì đây? Đây là một chiếc xe container 9 năm đang chở 3 chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đó, máy xúc cát này. Ui, đây là xe container rất là đẹp các bạn ơi. Hay chưa? Wow, tốc độ đỉnh cao. Rồi, tiếp theo chúng ta có một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là máy xúc cát màu vàng rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Đó, đây là một chiếc máy xúc cát màu vàng này các bạn ơi. À, máy xúc cát này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Mình bật lên nhá. Đó, có tín hiệu rồi các bạn ơi. Ơi, có đèn rồi nhá. Xe này chạy bằng 4 bánh các bạn nhá. Đó, có cả bu lăng lái xe luôn đấy. Hay chưa? Wow. Đó, các bạn thấy hay chưa? Ui, có cả bu lăng lái xe nhá, có cả đèn luôn nhá.
Đó, tiếp theo nào. Chúng ta đi nha, để chúng ta khám phá những chiếc xe đồ chơi xịn số nha, let's go. Đó, rồi nhiều xe đẹp lắm các bạn ơi. Đây là xe container chở xe cứu hỏa này các bạn ơi. Win 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 win. Wow. Đây, xe container 2 tầng đấy các bạn ơi. Đẹp chưa này? Đây là chở xe cứu hỏa này. Xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ạ. Ui, rất là đẹp luôn. Đó, đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa? Wow. Đó, các bạn có thích chiếc xe cứu hỏa này không? Đó, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo chúng ta còn xe gì không? Xe container chở một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Rồi, let's go nào. Bây giờ mình bật lên cho bạn cùng xem nha. Đó, hay chưa? Ôi, hết pin rồi, có pin rồi, các bạn ơi, có pin rồi, có tín hiệu rồi nha. Đó, xe cứu hỏa thang chữa cháy rất là đẹp luôn đấy. Đó, rất là xịn sò. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe tải chở 3 chiếc xe đồ chơi rất là đẹp này, các bạn ơi. Đây là xe bồn trộn bê tông màu trắng này, wow. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp, các bạn ạ. Đó, hay chưa, xoay được bồn luôn đấy, các bạn ạ. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi, vậy là chúng ta có 2 chiếc rồi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa, vậy là chúng ta có 3 chiếc xe bồn trộn bê tông rồi các bạn ơi. Hay chưa, 3 chiếc xe rất là đẹp luôn. Đó, rất là hay luôn. Rồi, tiếp theo này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe, ui, cần cẩu này, một túi xe công trình luôn. Một túi xe công trình rất là đẹp các bạn ạ. Đây là xe máy xúc cát này, có xe xúc lật này, có cả xe phá đá, có cả xe nu đường các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp luôn các bạn ạ. Đó, có cả xe cứu hỏa này, xe tải dọn rác và xe cần cẩu móc cứu hộ. Đó, bây giờ mình sẽ mở luôn cái túi này nhá. Let's go nào. Nào, bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem cái túi này. Có 4 chiếc xe rất là đẹp đấy. Ôi, chờ chút các bạn nha. Chờ mình một chút nha nha nha. Ok nào. Đó, xong rồi các bạn ơi. Đó. Chiếc túi xe này quá là đẹp đấy. Đầu tiên là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn xò luôn. Mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Đó, rồi xe cần cẩu móc cứu hộ màu đỏ này các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đó, rất là đẹp các bạn ạ. Rồi sau đó là xe tải dọn rác này các bạn ơi. Hay chưa các bạn ơi. Đó, xịn xò nha. Đó, mấy chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, nào, tiếp theo chúng ta còn những chiếc xe gì nào. Đây là xe cần cẩu này. À, một chiếc xe cần cẩu, đây là xe cứu hỏa này, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đó, let's go nào. Đấy, tháo ốc ra lại, nắp ốc vào các bạn nha. Đó, tháo nó ốc ra, nắp ốc vào các bạn nha. Rồi, đẹp chưa này. Đó, bây giờ lại đi vào trong vườn tìm xe đồ chơi mới tiếp thôi các bạn ơi, let's go nào. Ô tô cảnh sát các bạn ơi, ui, đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát nữa các bạn ạ. 2 chiếc xe này quá là xịn luôn nhá. Đôi chút nữa mình sẽ mở 2 chiếc xe này chơi luôn. Ui. Ui, bây giờ vào trong vườn tìm tiếp thôi các bạn ơi. Vào trong vườn tìm tiếp thôi. Wow, các bạn ơi, đây có một túi xe gì đây các bạn ơi. Ui, một túi xe bồn trộn bê tông to quá các bạn ơi. Ui, xịn quá này. Đầu tiên là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, xe máy xúc cát này. Wow, xe tải chở đất này các bạn ơi. Đó, ui, túi xe trộn bê tông này đẹp đấy. Ui, đây có một hộp xe nữa các bạn ơi. Đây là một hộp xe trộn bê tông đẹp quá. Wow, hôm nay toàn là xe xịn đấy các bạn ơi. Câu nào, ui, bây giờ mình sẽ mang tất dòng này nhá. Đó, mình ở đây chúng ta có 4 chiếc xe đồ chơi mới rồi các bạn ơi. Nào đi tìm tiếp thôi nào. Ten 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 là ten ten ten. Ui, các bạn ơi, đây là một hộp xe gì đây xịn này các bạn ơi. Một hộp xe siêu to khổng lồ. Wow, xe cần cẩu múc cát này. Đó, xe xúc lật này các bạn ơi. Đó, hộp này to và đẹp quá này các bạn ơi. Đó, hộp này xịn quá nha. Wow, đây là hộp xe xúc lật đấy các bạn ạ. Wow, hộp này xịn quá các bạn ạ. Mình ở đây nha, chút nữa mình sẽ mở hộp này cho các bạn cùng xem luôn. Đó, wow các bạn ơi. Đầu tiên giới thiệu với các bạn một chiếc xe máy xúc cát này. Đó, một chiếc xe máy xúc cát này. Xe xúc lật này các bạn ơi. Hộp này to và đẹp quá các bạn ạ. Rồi, wow, bây giờ mở luôn cho các bạn cùng xem nhá. Đây, hộp xe này rất là mới và đẹp đấy các bạn ạ. Ui, đây là xe xúc lật đấy các bạn ạ. Một chiếc xe xúc lật rất là đẹp đấy. Đó, chiếc xe này có cả cần bơm thủy lực kìa các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Đây là một chiếc xe xúc cát chạy bằng pin đấy các bạn ơi. Đó, ngầu chưa? Wow, các bạn thấy có đèn nhấp nháy rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Ui, hay chưa? Đây là một chiếc xe xúc lật chạy bằng pin các bạn ơi. Đó, vừa đi vừa múc luôn, vừa đi vừa xúc luôn. Đó, đây là một chiếc xe xúc lật rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi, rất là hay luôn này. Có đèn nhấp nháy rất là sáng kìa các bạn ơi, rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn đó. Hay chưa? Thấy hay không, một chiếc xe xúc lật chạy bằng pin rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn, mình tắt đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một chiếc xe đồ chơi mới để mở thôi. Các bạn ơi, đây có một túi xe ô tô cảnh sát màu đỏ đây các bạn ơi. Wow, một chiếc xe này quá là đẹp luôn nha. Bây giờ mở luôn cho các bạn cùng xem luôn nào. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát siêu to khổng lồ. Wow, màu đỏ rất là đẹp luôn.
chạy thử luôn cho các bạn cùng xem luôn nhá. Xe này đẩy tay các bạn ạ. Xe này chạy máy đá này. Đó, động cơ mạnh mẽ chưa các bạn ơi. Ngầu quá các bạn ạ. Đó, hay chưa? Cái xe này mới quá các bạn ơi. Đó, hay quá các bạn ạ. Chạy rất là bon luôn, chạy thử luôn. Wow. Ở đây còn rất là nhiều xe đồ chơi các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe ô tô cảnh sát màu đỏ này nhá. Đó, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Nào tiếp tục, chúng ta còn một chiếc xe ô tô cảnh sát màu trắng này các bạn ơi. Đó, chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem luôn nào. Đó, chiếc xe ô tô cảnh sát này rất là mới và to. Wow, màu trắng đẹp chưa? Chiếc xe này rất là to và mới luôn. Bây giờ mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem luôn nha. Wow. Vậy là chúng ta có một chiếc ô tô cảnh sát, hai chiếc xe này. Ui, chiếc xe chúng ta là ba này. Và bây giờ cùng mình mở tiếp này các bạn ơi. Túi xe này mới xịn xò nhá. Đây là một túi xe này, là xe bồn đấy các bạn ạ. Một chiếc xe bồn trộn bê tông đó. Mở luôn nào. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Nào mở luôn túi cho các bạn cùng xem luôn nào. Ui, đây đúng rồi các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Hay chưa? Chiếc xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Rất là mới và xịn xò luôn nhá. Đó, ui, một chiếc xe bồn trộn bê tông. Wow, chiếc xe, wow, các bạn thấy ngầu chưa? Chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Bồn quay rất là tít này các bạn ơi, hay quá này. Wow, chiếc xe này thì không có vòi trước bê tông. Ôi, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn nào. Đó, chiếc xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ xe một tròn cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, bồn quay tít nha. Đó, chiếc xe này xịn các bạn nha. Rồi bây giờ mình chạy thử luôn. Núi, động cơ rất là mạnh luôn nhé các bạn ơi. Hay quá. À, núi. Ui, chiếc xe này hay quá các bạn. Wow, chiếc xe này chạy rất là bon luôn đấy các bạn. Wow, đó, xe bồn trộn bê tông chạy một bánh đà các bạn. Ui, chạy bon quá các bạn ạ, chạy tốc độ đỉnh cao luôn. Đó, hay quá thôi các bạn ơi. Ui, rất là ngầu luôn nhá. Rồi bây giờ chạy về chỗ cũ thôi. Đó, ngầu chưa các bạn ơi, hay quá. Vậy là chúng ta có bốn chiếc xe đồ chơi mới rồi các bạn ơi. Đó, bốn chiếc rồi, bây giờ mình sẽ mở tiếp. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, chiếc xe bồn trộn bê tông này mở luôn cho các bạn cùng xem luôn nào. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Wow, xe bồn trộn bê tông này bồn quay tít nha. Đó, xịn chưa các bạn ơi. Ui, quay tít chưa bồn. Ui, có cả vòi phun nước và phun bê tông này các bạn ơi. Ui, ôi, các bạn thấy ngầu chưa? Một chiếc xe rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là đẹp luôn. Nun, xe này cũng chạy bằng bánh đá. Nun, động cơ cũng rất là mạnh mẽ luôn đấy các bạn ạ. Ui, chạy bon chưa bon chưa các bạn ơi. Ui, nun, chạy rất là bon luôn đấy các bạn ơi. Hay quá thôi. Nun. Đi. Wow, chạy rất là đã luôn đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất đẹp. Có cầu thang đi lên này các bạn ơi. Có cả vòi chút bê tông luôn nha. Nun. Ôi, chúng ta đã có mấy chiếc xe mới rồi các bạn ơi. Wow, chúng ta có 5 chiếc xe mới rồi các bạn nha. Thôi, bây giờ cùng mình mở tiếp chiếc container của bạn. Đây là một chiếc xe container rất là đẹp luôn. Đó, mở luôn cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, một chiếc xe container rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, đây là một chiếc xe container chở xe công trình đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe container này đẹp quá các bạn ạ. Kia là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, tiếp tục là một chiếc xe tải chở đất này các bạn ơi. Ui, xịn quá này các bạn ơi. Sau đó là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đó, rất hay luôn nha. Ấy, xịn chưa? Wow, còn có cả những cái cà lê mỏ lết để chúng ta tháo lắp này. Còn những cái tô vít này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn nha. Có cái mỏ lết để tháo lắp với các bạn ạ. Rất là ngầu luôn. Đây là xe container này chở ba chiếc xe công trình rất là đẹp đấy các bạn ơi. Hay quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe container này nha. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ạ. Một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. Rồi, đấy, hay chưa. Đấy, xe bồn trộn bê tông tháo lắp đấy các bạn ạ. Mình rất là thích, mình tháo này, tháo bồn này. Đấy, cái bồn màu đỏ này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Đó, lắp tô vít để tháo lắp đấy các bạn ơi, quá là ngầu luôn. Rất là hay luôn đấy các bạn ạ. Mình sẽ lắp lại cái bồn này đó. Hay chưa con ơi, rất là ngầu luôn nhá. Ui, chúng ta sẽ tháo lắp mấy con ạ, rất là ngầu luôn. Đây, chúng ta sẽ tháo lắp như này đó. Đó, đây là xe tháo lắp công trình các bạn ơi. Đó. Ui, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe công trình lên xe công ty lớn nhá. Đầu tiên là xe nào đây? Đầu tiên là mình sẽ chạy trước chạy một chiếc xe máy xúc trước nhà nào. Chạy thử luôn. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Tiếp tục một chiếc xe tải nào. Đó. Hay quá các bạn ơi. Tiếp tục xe bồn trộn bê tông nha. Đó, hay quá các bạn ạ. Nào, đóng nắp thùng nào. Wow, hay chưa các bạn ơi, ngầu chưa? Nào, chạy thử luôn. Wow, hay quá các bạn ạ. Rất là ngầu luôn. Đó,
Xịn sò chưa? Đó, rất là hay luôn nhá. Rồi, let's go nào. Bây giờ mình sẽ sang bên này xem có xe gì không. Wow, đây có một chiếc xe container có đợi. Đó, xe container chở mấy xúc cát nhá. Và một chiếc xe tải chở rác các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe tải chở rác nhá. Đẹp quá các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Nào, tiếp tục. Ui, đây có một chiếc xe container chở ba chiếc xe các bạn ạ. Wow, các bạn thấy xịn cho chưa? Đâu. Wow, rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Rồi, mình để đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từng chiếc xe. Đây là máy xúc cát này có được. Một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn nha, rất là mới. Đây là một chiếc xe máy xúc cát tiếp theo này có được. Đó, đây là một chiếc xe ô tô biến hình thành máy bay nha. Đó, ngầu chưa các bạn ơi? Ô tô biến hình thành máy bay rất là ngầu luôn ạ, đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đó, rất là xịn xò luôn. Ôi, chưa các bạn ơi. Wow, rất là ngầu đấy các bạn ạ. Ôi, đèn phát sáng là rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay lắm nha. Rồi, tiếp tục thôi nào. Đó, đây là xe cần cẩu xúc cát màu trắng này các bạn ơi. Đó, đang chở một chiếc xe máy xúc nặt này. Đây là xe xúc nặt đấy các bạn ạ, xe tháo nắp đấy. Đó, rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, xe máy xúc cát này rất là đẹp nhỉ. Ôi, máy xúc này rất là xịn này. Múc thử nào. Wow, rất là hay luôn đấy các bạn ạ. Rồi, trên này chạy mình đi nhá, mình bật lên. Wow, các bạn thấy ngầu chưa? Rất là ngầu luôn đấy các bạn ơi, hay quá. Đó, màu trắng rất là đẹp luôn. Còn có cái thùng màu đen nhá. Đó, xe cần cẩu múc cát vừa đi vừa múc luôn, có đèn rất là sáng luôn. Đó, mình cầm lên cho các bạn cùng xem. Đó, mình xoay một vòng. Đó, đẹp chưa. Đấy, xe cần cẩu xúc cát chạy bằng pin đó nha, có thùng luôn màu trắng nha. Đó, rất là xịn sò. Nào, múc thử một gầu nào, hay quá con ạ. Đây có một chiếc xe cần cẩu móc này có đời. Một chiếc xe cần cẩu móc này cũng rất là đẹp nhá. Đó, đây là một chiếc xe máy xúc này có đời, bánh màu trắng đấy, xe này cũng chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Đó, các bạn hay không? Bật lên cho các bạn xem. Đó, ngầu chưa? Các bạn thấy đèn sáng chưa kìa. Ui, rất là ngầu luôn nhá, rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Đó, các bạn ơi, hết pin rồi sao ấy? Hết pin rồi sao ấy các bạn ơi? Đó, chiếc xe này rất là ngầu luôn nhá. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Đó, múc thử vừa đi vừa múc luôn. Đó, rất là hay luôn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Vừa đi vừa múc. Ui, hay lắm con ạ. Đó, hay chưa? Rất là ngầu luôn. Rồi mình tắt đi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xem có xe gì không xịn xịn để chơi thôi. Đó, chúng ta có hai chiếc xe cần cẩu múc cát, ba chiếc xe cần cẩu múc cát này. Wow, trên còn một chiếc xe lưu đường này con ơi. Đó, một chiếc xe lưu đường nhá, rất là đẹp luôn. Wow, đây có một chiếc xe máy xúc. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc biến hình các bạn ạ. Một chiếc xe máy xúc biến hình thành siêu nhân đấy. Đó, các bạn thấy hay không? Đó, chút nữa sẽ biến hình thành siêu nhân cho các bạn cùng xem luôn. Đó, ngầu chưa? Wow, các bạn thấy chiếc xe máy xúc này ngầu không? Vừa đi vừa lắc. Ui, rất là ngầu luôn. Đó, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Có đèn rất là sáng luôn nha. Mình rất là thích chiếc xe cần cẩu xúc cát này. Đó, hay chưa? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá tiếp xem còn xe gì không có được. Ui hay, đây có một chiếc xe container chở một chiếc xe cá mập với các ở đó, hay chưa. Xe container chở xe cá mập ngầu quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cá mập nha, chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này thì rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Ui răng rồi. Ui, xe cá mập để ngầu quá các bạn ạ. Wow, ui đó, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, ui, xe cá mập để ngầu quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe cá mập này, rất là đẹp luôn. Oh, wow, các bạn này tắt đi. Ui, các bạn ơi, chiếc xe này đẹp quá, mình rất là thích luôn nhá. Mình rất là thích chiếc xe này luôn đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe cá mập rất là đẹp luôn. Nào, tiếp tục, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông biến hình thành siêu nhân nhá. Chiếc xe bồn này rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Đó, đây có một chiếc xe đầu kéo container biến hình các bạn nhá. Ui, chiếc xe này ngầu quá các bạn ạ. Đó, hay quá các bạn ơi. Đó, đây là một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp này các bạn ơi. Xe cứu hỏa biến hình thành siêu nhân luôn. Đó, hay chưa. Rồi, bây giờ cùng mình xem có xe gì chị nó để chơi. Bây giờ cùng mình chơi với những chiếc xe này xong vào trong vườn mình tìm những chiếc xe đồ chơi xịn xò hơn các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình xếp rất là nhiều. Đầu tiên là một chiếc xe container chở ba chiếc xe công trình. Đó, hay chưa. Đó, nào tiếp tục, đây là một chiếc xe máy cày xe nông nghiệp các bạn ạ. Đó, xe công nông ấy các bạn ơi. Ui, hay quá các bạn ạ. Đây có một chiếc xe máy cày rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, chiếc xe máy cày này rất là xịn xò nha, mình rất là thích luôn. Đó, chiếc xe máy cày này rất là đẹp đấy các bạn ơi, mình rất là thích luôn nha. Nào tiếp tục thôi, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp luôn đấy. Đó, hay chưa. Nào tiếp tục, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa các bạn ạ. Đó, xe bồn này rất là hay luôn nha. Đấy, bồn quay tít luôn đấy các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn. Đó, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa.
Nào tiếp tục. Ui đây có một chiếc xe máy cày nữa con ơi. Đó, chiếc xe này là xe phục vụ cho nông nghiệp các bạn nhá. Có cả máy cày này đó, máy cày đấy. Còn đâu cái thùng này để chở lúa, chở khoai, chở ngô nhá các bạn nhá. Đó rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Hay quá. Một chiếc xe này rất là đẹp luôn. Nào tiếp tục thôi. Đây có một chiếc xe tải đâu khủng long các bạn ạ. Đó, xe tải chở đất chở cát này rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Đó, xe tải ben này, xe tải khủng long này, hay lắm các bạn ạ. Đó, rất là xịn sò luôn. Hôm nay chúng ta và các bạn ơi, xe container này, đó, chở một chiếc xe bồn nhá. Ấy, còn rất là nhiều xe cá mập, mình rất là thích xe cá mập này các bạn ơi. Đó, xe cá mập này rất là ngoay đuôi. Đấy răng rất là ngầu luôn. Xe bồn. Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe cần cẩu xúc cát nha. Wow, rất là nhiều xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, xe này màu đỏ nha, rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn nha. Rồi, bây giờ mình thích cho các bạn nhìn xem chiếc xe này quá đẹp luôn. Đây là xe này, là xe ô tô cảnh sát màu trắng nha. Đó, rất là to luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Wow, bây giờ vào trong vườn nhà mình tìm xe đồ chơi xịn để chơi thôi các bạn ơi. Let's go nào. Đó, ui, toán là xe tải rồi các bạn ơi. Toán là xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, xe tải chở. Ui, các bạn ơi, xe tải chở máy bay. Toán là xe tải chở máy bay rồi. Đây, giới thiệu với các bạn một chiếc máy bay trực thăng nhá. Đó, máy bay trực thăng này. Đây là máy bay trực thăng cảnh sát này các bạn ơi. Ui, ngầu quá này. Đó, một chiếc máy bay trực thăng cảnh sát rất là đẹp luôn đó các bạn ạ. Hay quá, hay quá. Đó, tiếp tục. Đây là một chiếc máy bay trực thăng quân đội nha. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Máy bay trực thăng quân đội rất là ngầu luôn. Đó, hay chưa, hay chưa? Đó, tiếp tục thôi. Đây là một chiếc máy bay trực thăng màu xanh này các bạn ơi. Đó, hay quá, hay quá nha. Đó, ê, đây có một chiếc xe tải đầu khủng long chở máy bay chở khách này các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa, hay chưa? Đây là máy bay chở khách các bạn nha. Đó, máy bay một tầng chở khách luôn. Bay cao, bay lên cao, bay lên cao. Rất là ngầu, bay lên cao. Wow, hay quá các bạn ạ. Đây có một chiếc xe tải cảnh sát này chở máy bay trực. Ui, đây là máy bay chở khách các bạn ạ. A380. Ui, wow. Ở đây có một chiếc xe tải chở ô tô, hai chiếc ô tô 95 các bạn ạ. Ui, ngầu quá này. Đây là xe 95 này rất là đẹp luôn. Đây có một chiếc xe 95 nữa. Chúng ta có hai chiếc xe 95 rất là đẹp nào. Nào tiếp tục thôi các bạn ơi. Đây có một chiếc máy bay trực thăng này. Wow. Máy bay trực thăng này rất là. Ui, đây có một chiếc xe tải khủng long ba sừng này các bạn ơi. Đó. Chở máy bay biến hình chiến đấu này các bạn ơi. Đó, máy bay biến hình chiến đấu này rất là ngầu luôn đấy các bạn ơi. Đó, bay lên nào. Wow. Rất là xịn sò luôn đấy con này. Quay quá. Đó, rất là ngầu luôn nha. Đây là máy bay biến hình chiến đấu đấy các bạn ạ, rất là xịn sò. Ui, biến hình chiến đấu luôn. Đó, đây là xe tải nhá. Ui, xe tải chở máy bay hai tầng chở khách này các bạn ơi. Rồi, bây giờ là máy bay chở khách hai tầng bốn cánh ấy các bạn ơi, ngầu lắm nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bay đi tìm xe đồ chơi với mình thôi. Đó, máy bay này rất là ngầu luôn. Ui, mắc. Ui, máy bay này chạy bằng pin đấy các bạn ơi. Hay quá, ngầu quá. Nào, bay lên cao để đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn sò thôi. Nào, bay với mình nào. Bay qua những ngọn cây, ngọn cỏ nào. Wow, ngầu chưa. Ui, rất là đẳng cấp luôn. Nào, bay đi nào. Bay tiếp tục nào. Ui, máy bay này xịn sò quá. Bay sang bên này nào để tìm xe đồ chơi. Wow, các bạn ơi, ở bên này có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Rất là nhiều xe luôn. Đầu tiên là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Đó, rất hay luôn. Múc thử luôn. Đó, hay chưa. Đây là một chiếc xe tải ben nha. Đó, xe tải ben chở cát. Đó, rất là hay luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát với cả xúc nặt kết hợp 2 trong 1 nha. Đó, rất là hay luôn. À, ui, nhiều xe bồn trộn bê tông khổng lồ trước này các bạn ơi. Quá là nhiều xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Quá là hay nhá. Đầu tiên là một chiếc xe bồn trộn bê tông poly này các bạn ơi. Xe bồn này rất là đẹp, bồn quay rất là tít đấy các bạn ơi. Quá là hay luôn nha. Một chiếc xe bồn trộn bê tông poly rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, hay quá. Bồn quay rất là tít luôn đấy các bạn ạ. À, một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Chúng ta có rất là nhiều xe bồn trộn bê tông khổng lồ luôn đấy các bạn ạ. Đó, bồn quay rất là tít luôn. Đó, hay chưa? Xe bồn trộn bê tông này thì có hai cái còi các bạn ơi, đánh cũng quay rất là tít luôn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông poly nữa này các bạn ơi. Đó, bồn quay rất là tít luôn nha. Mình nhận thấy ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông khổng lồ này các bạn ơi. Đó, hay quá này. Wow. Đó, rất là nhiều xe bồn luôn. Xe bồn trộn bê tông này cũng rất là to luôn đấy các bạn ơi. Wow, xe bồn trộn bê tông con hổ này các bạn ơi. Hay quá nha. Chiếc xe này to và đẹp quá các bạn ơi. Đó, hay chưa. Đó, bồn quay rất là bon luôn đấy các bạn ạ. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn sò luôn, mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa. Đó, có vòi chút kìa. Ui, chiếc xe bồn này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, đây có một chiếc xe khủng long này các bạn ơi, xe trộn bê tông đầu khủng long bạo chuối. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đó, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông. À, xe này là xe bồn chở xăng dầu nhá. Đó, xe bồn chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Wow, hay quá các bạn ơi.
Wow, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất đẹp này con ơi. Ô, bồn quay tít nha, quay tít nha. Có cả vòi chút bê tông kìa. Ui, bây giờ mình sẽ chạy luôn chiếc xe bồn này nào. Chạy đi tìm xe đồ chơi bên mình thôi. Ui, ở bên này có toàn là xe cần cẩu siêu to khổng lồ thôi con ơi. Đó, xe cần cẩu móc đấy, xe cần cẩu móc bully con ơi, đó to chưa. Ui, xe cần cẩu móc bully rất là to luôn. Ui, đây là xe cần cẩu móc 3696 các bạn ạ, siêu to khổng lồ. Đó, chiếc xe này rất là đẹp nha. Một chiếc xe cần cẩu này, hai chiếc xe cần cẩu. Ui, ba chiếc xe cần cẩu luôn đó. Ngầu chưa? Nào. Ở bên này còn 4 chiếc xe cần cẩu luôn đấy các bạn ạ. Ui, rất là to luôn. Ui, 5 chiếc xe cần cẩu luôn. Ui, 6 chiếc xe cần cẩu luôn đấy các bạn ạ. Ui, 7 chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Đó, vậy là chúng ta có 7 chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ các bạn nhá. Quá là đẹp luôn. Đó, hay chưa, hay chưa. Ui, xe cần cẩu này có cả gương này các bạn ơi. Đó, có 4 cái còi luôn. Đó, xe cần cẩu này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui, có cái móc này có như kiểu cần câu, móc câu cá ấy các bạn ạ. Ui, ở bên này còn rất là nhiều xe. Rồi bây giờ cùng mình đi tìm tiếp trong con xe gì các bạn ơi. Wow, ở bên này có một chiếc xe khủng long ba sừng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát đầu khủng long ba sừng nhá. Quá là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát siêu to khổng lồ. Wow, xe cần cẩu này có thể múc được 8.000 tấn. Ui, đây là xe cần cẩu múc cát đầu khủng long bọ chúa các bạn ơi. Ui, còn rất là nhiều xe, đi tìm thôi, đi tìm xe đồ chơi với mình thôi. Ui, ở đây có nhiều xe đồ chơi đẹp quá các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe cần cẩu xúc cát rất là to và đẹp luôn. Wow, xe cần cẩu múc cát boli đây các bạn ơi đó. Ui, xe tải, ui, rất là nhiều khủng long rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Ui, hay chưa, hay chưa. Wow, nhiều xe đẹp quá. Rồi bây giờ mình xem có xe gì xịn không để chơi các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tìm những bộ đồ chơi mới. Đây là những bộ đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Có cả xe bồn trộn bê tông này. Wow, ngầu chưa, ngầu chưa. Đầu tiên là xe tải chạy đất này. Đó, đẹp chưa các bạn ơi. Hay lắm nha. Xe tải chạy đất này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, rất là xịn luôn. Bật đèn luôn nha. Xe tải đèn đấy các bạn ạ. Đây là máy xúc cát này. Một chiếc máy xúc cát rất là đẹp và mới luôn. Đó, rất hay luôn. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, cần cẩu này các bạn ơi, có cần cẩu luôn nha. Ôi, bên này có bộ đồ chơi gì nữa không? Ui, đây là bộ đồ chơi siêu nhân à các bạn ơi. Không biết là có phải không? Đúng rồi. Đây là siêu nhân biến hình đấy. Đó, ngầu chưa? Nào, đây là bộ đồ chơi xe công trình này. Đầu tiên là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn nha. Xe cần cẩu móc rất là xịn đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu móc đấy, đẹp lắm. Đó, rất là hay luôn nhá. Chiếc xe này có thể rút được cần dài ra đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc rất là mới luôn. Hay quá các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Xe cần cẩu móc. Nào, tiếp tục đây có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn cho các bạn. Xoay. Wow, xe cần cẩu. Ui, đây có một chiếc xe này là xe tải chở đất này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chở đất rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Đó, đây các bạn ơi. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp và mới luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Đó, ui, nào, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp và hay và mới luôn đấy các bạn ơi. Wow, đây có một bộ đồ chơi xe môi trường các bạn ơi. Có hai thùng rác luôn nha, có hai thùng rác này. Đó, bộ đồ chơi này đẹp nha các bạn nha. Có hai thùng rác luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Có cả xe này là xe chở nước tưới cây này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe chở nước tưới cây rất là đẹp luôn nha. Đó, và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn ơi, các bạn thấy video của mình hay nhớ theo dõi rồi let's go các bạn ơi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Rồi, bye bye các bạn nha.